Anh rồi, nghe rõ không anh? mình nghe tốt đây. Ở bên này thì tôi không biết là cái cuối tuần này nó cũng có biểu tình gì không, mình cũng coi tivi mình cũng có biết, nhưng mà người mình biết thế này này, cái người Do Thái á, cái người Palestine á, mà ở bên Mỹ này nè, họ có cùng chung một tiếng nói, hai thằng người Palestine với người Do Thái ở trên đất Mỹ này, họ có cùng một tiếng nói, họ có cùng một cái mong muốn là ngừng bắn, đặc biệt là ngày hôm nay là ngày hôm qua, cái tuần lễ này là tuần lễ đình chiến đây, ngày ngày thế giới chiến tranh đại chiến lần thứ nhất chấm dứt đây, chấm dứt lúc 11 giờ sáng ngày 11 tháng 11 năm 1918. Đấy là hồi đó, đấy là câu chuyện mà của đệ nhất thế chiến này, tự nhiên cái kéo nhau ra đánh nhau, giết nhau, chết hết bao nhiêu triệu người. Đấy là cái câu chuyện nó xảy ra, chia làm hai phe, phe đồng minh, phe trục, rồi đi đánh nhau mấy năm á, 4 5 năm gì đó, rồi đến đình chiến tới ngày không có giảng hòa mà đình chiến, là không đánh nhau nữa. Thì bây giờ, hiện tại bây giờ là cái người Do Thái với cái người Palestine ở Hoa Kỳ, họ có cùng chung một tiếng nói, tức là họ muốn chấm dứt, họ muốn ngừng bắn, đầu tiên là họ muốn ngừng bắn, vậy thôi, muốn ngừng bắn. Mình chỉ cầu mong được vậy thôi anh ơi. Nói thật ra thì những cái lúc gần đây á, cái chiến tranh mà nó xảy ra giữa Nga và Ukraine thì mình coi mình cũng thấy nó gần như là bình thường, chẳng qua Đúng là rồi, pháo kích đúng rồi. tới pháo kích luôn, nhưng mà nó không có ghê gớm. Mình coi mình không thấy rợn gái, mình không có thấy một cái gì đó mà nó rùng rợn. Nhưng mà cái thằng Palestine với thằng Hai với lại thằng Israel mình mới thấy rùng rợn, Know bởi vì nó thấy quá ư là rồi. kinh khủng, mà chỉ có một tháng trời thôi mà nó tàn sát kinh khủng luôn. Thì Thầy mình không biết nói làm sao hơn, bởi vì mình không chỉ mà biết. đó mình Tôi nghĩ là những cái trận chiến này là nó chỉ ghi vào trong kinh thánh thôi, chứ còn ở ngoài đời đâu có làm sao mà có xảy ra được anh. Nhưng mà mà bây giờ nó như đã này là hiện diện kinh, đó. mà cái chuyện mà nó thì thôi mình cũng chẳng nói về cái chuyện đó, nhưng mà mình chỉ biết rằng là Việt Nam là bao giờ họ cũng rất là tỉnh táo nha. Họ cái câu đầu tiên họ nói là bây giờ phải ngừng bắn. Việt Nam nói ngừng bắn là bao ngay từ khởi đầu thủy, yêu cầu ngừng bắn ngay Rồi. cái phiên họp đầu tiên ở Liên Hợp Quốc, ngừng bắn không có nói tới nữa rồi, mà cứ nói tới từ hồi đó tới bây giờ vẫn cứ chỉ nói một câu một thôi là ngừng bắn, không có nói nhiều. Rồi. Mà Thực đến sự bây mà mình thấy mình đau xót cho người dân họ, thì thực sự đau xót. Bởi vì cái lời nói của những người như mình thì mình chỉ là con đen và những người dân bình thường thôi, mình không có quyền lực, không có bất cứ quyền lực gì. Mình phán xét theo kiểu, có nghĩa là lương tri của một con người, chứ mình không có chính trị chính em gì ở đây cả, đó. mình không phe phái gì cả, mình không binh ai bỏ ai. Nhưng mà anh phải hiểu rằng là nhắc đi nhắc lại hoài, tôi và anh đã từng đi lính, từng trải qua chiến tranh, thì mình hiểu được cái giá của chiến tranh, cái sự mà trả 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 giá của sự dân nó thảm khốc kinh khủng, và đất nước mình đã từng trải qua cái điều đó. Và cách đây 48 năm, 49 năm, Việt Nam đã thực sự hòa bình tới bây giờ, và cái người dân Việt Nam mình đã thanh bình 48 năm nay. Bây giờ mình nhìn qua tất cả những cái đất nước mà vẫn còn hiện diện và những cái chiến tranh mà nó vô lý đến hết sức tưởng tượng, mà nó chà đạp con người, và hầu như là mình cảm thấy là mình thấy rợn tóc gáy luôn, bởi vì mình biết cảm thông mà mình thấy rợn tóc gáy luôn, nó thẳng là như vậy. Mình không biết nói gì hơn. Theo tôi thì tôi chỉ cầu nguyện làm sao mà ngừng bắn ngay lập tức, các ông lớn hai bên, các bốn bên, năm bên, sáu bên gì không cần biết, mà hồi lại để mà chấm dứt ngay ngay và luôn, để chi, để người dân họ không còn cái chuyện mà hay những cái chết chóc vô bổ và những cái mà thương tật, và phải cho cái hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngay và để cho cứu trợ nhân đạo. Rồi anh ơi, khổ quá, mình Nó nói gì cho cùng thôi. nói chuyện Liên Hợp Quốc đó. Hôm nay là nhân viên của Liên Hợp Quốc chết mười mấy người hay là hai mấy người, nhân viên của Liên Hợp Quốc, Nó không tha bất cứ ai mà. người Do Thái họ qua Liên Hợp Quốc không có đã cái gì cả.
mặc dù là cái sự hiện diện của họ, mặc dù cái sự hiện diện của người của quốc gia Do Thái là được tạo lập bởi Liên Hợp Quốc, nhưng mà sau khi mà có cái chuyện gì đó ra là trời ơi, lính của Liên Hợp Quốc cũng bị bắn chết đều gì họ. Còn đấy là trong cái trận chiến vừa rồi, là tới bây giờ tôi chỉ nghe loáng thoáng mà đang ngồi họ nói là mấy chục người nhân viên Liên Hợp Quốc đã bị chết trong cái chiến vừa rồi. Tức là họ không coi là gì, đó là cái sự suy nghĩ của họ, suy nghĩ của mỗi một cái nền văn hóa. Mình thì mình so với Việt Nam thì mình biết được là mình có như vậy, con người mình rất là cũng có cái bao giờ cũng có một cái sự hiểu biết và tha thứ, bao giờ cũng có trong cái lòng, trong cái văn hóa của Việt Nam mình, bao giờ nó cũng có những cái vùng mà để người ta tha thứ được. Bất cứ cái chuyện gì người ta cũng có thể tha thứ được, để làm cho công chuyện nó đỡ tức, cái sự tức giận nó đỡ. Căng, đúng rồi. Nó bật. Thực sự là mình có cảm giác là bởi vì chúng mình ở một cái đất nước quá là thanh bình đó, cho nên vì đó mình cảm thấy cái gì mình thấy cái gì mà xảy ra xung đột mà nó giết nhau, nó bắn nhau, rồi nó thả bom với nhau, mình cảm thấy là mình thấy rõ ràng là đất nước Việt Nam đang hạnh phúc quá sức tưởng tượng, đang quá sức tưởng tượng. Rõ ràng mình anh nhìn lại tôi mới đọc báo thì tôi thấy cái thằng Myanmar hay là gì vậy đó hả? Myanmar cũng bị, tôi cũng đưa lên trên coi rồi đó. Ra bọn hiền vợ đang nổ ra đánh đấm tùm lum ra, cũng Hồi giáo, cũng nói chung là hồi. Để nói chuyện nào, cái chuyện người ta khác nhau là cái chuyện đương nhiên, nhưng mà mình cứ để cho những cái thằng khác ấy, nó khai thác những cái sự mâu thuẫn đó. Những cái thằng ở ngoài ấy, những người xấu tính họ khai thác những sự mâu thuẫn ở trong nhà anh em với nhau rồi đi đánh nhau. Chứ còn nếu mà mình nó mông có mâu thuẫn ở đó mà mình giải quyết thì mình giải quyết được chứ, nhưng mà mình chịu giải quyết những cái thằng ở bên ngoài, đặc biệt là tôi nghĩ là như ở Myanmar, tức là nó tùm lum đó, là từ hồi bà Bill Clinton bà đến đó, họ khai thác những cái mâu thuẫn về văn hóa, về tôn giáo để người ta đánh nhau. Ai cái ông Hoa Kỳ này thì ông được giỏi cái đó, bao giờ cũng muốn kích động người ta đi đánh nhau. Tại sao vậy có đâu mình không biết, nhưng mà mình biết đó là những cái điều ông làm. Khổ cái là họ rất biết giỏi, không nói được. Họ rất giỏi về cái chuyện xây dựng chiến tranh ở bất cứ nơi nào. Không ai xây dựng hiện tại bây giờ không ai xây dựng chiến tranh giỏi bằng Mỹ, mà ông tại vì không ai xây dựng chiến tranh cả, chỉ có người chính phủ Hoa Kỳ họ xây dựng chiến tranh. Tại sao có đâu mình không biết, mình thiệt tình mình không biết, nhưng mà mình biết rõ ràng thì có những cái bí ẩn bên trong thì rõ ràng là mình không hề biết và mình cũng chẳng bây giờ muốn biết, bởi vì cái chuyện này nó xảy ra trên thế giới hầu như là mình thấy ngày nào nó không nước này thì cũng nước kia, không nước kia thì cũng nước nọ, hầu như là phải có một cái bàn tay lông lá giật để cho họ đánh nhau, họ đủ thứ, mình không thể nào mình nói được. Mà mình nói cho anh biết là mình cũng không hiểu như thế nào cả, nhưng có điều là Tài Sinh Mai nè, hiện giờ con đang ở trên này nè, con lên con nói chuyện chơi chút đi. Cháu thấy có anh chàng cháu tôi nè, rồi đang thêm bắt đầu lạnh ha, lạnh anh. Ngày hôm nay là ngày là cuối cùng của tôi, ngày hôm nay tôi được 82 độ. Trời, 82 độ là ok quá rồi. Lần bữa này là bữa cuối cùng được 80 độ, được 82 độ. Ngày mai là bắt đầu lạnh rồi, tối, nhưng mà tối lạnh lắm anh. Tối để mấy ngàn như tay xịn máy chứ kỳ vậy. Lại không, ông không biết ông làm lần rồi, ông để mấy ngàn ông vô không được, mà không biết chuyện này đội rồi mà tại sao anh Phượng vô được, vô lý. Nó thấy khổ ghê anh. Và xoay qua một vấn đề nữa là thôi bỏ chuyện bên kia đi, bởi vì đầu tiên con làm cho cái automatic xoay ngang, xoay ngược đi, giống như là iPhone thì nó có cái nút là
mình đừng có chặn lại, có nhiều đứa đó nó không cho phải, cho xe ngang rồi xong rồi không, nhưng mà thằng này nó không có xài, thằng này nó dữ lắm, nó không có xài iPhone đâu, nó xài Huawei. Huawei trời ơi, mà đâu ấy nó xài Huawei, mà đồ Huawei mắc tiền lắm anh ơi, đồ của nó xài 4-5 ngàn đô mà khổ vậy. Anh à, cái điện thoại anh ơi 50 đồng mà nó chạy được thì nó vẫn chạy chứ không cần phải Đó, thằng này đâu có chịu, xin 5 50, nó chịu 5 ngàn. Đó, kỳ cục, ngàn đấy. ghê vậy. Họ bày ra, họ bán cho mình họ lấy tiền. Trời ơi, anh biết không, người Trung Quốc á, họ giỏi lắm anh. Họ mình mới mới coi cái một cái, họ làm một cái con đường thì để nối thành phố này với thành phố kia, thì thay vì mà họ làm đường bộ đó thì họ phải đào hầm rồi giải tỏa nhà cửa, cái họ không có làm vậy. Cái ở đó nó có một con sông, cái họ đặt, họ làm một con đường đi trên con sông, chưa không có phải, không có phải đào hầm đào yết gì cả, không có phải giải tỏa giải giải phóng mặt bằng gì cả, họ làm một một cái một con đường đi trên con sông và rất là đẹp, tại vì nó đi trên đó nó được ngắm cảnh ngay. Kinh thật, Anh ơi, nó mình kinh phải thật công nhận, mình phải, công tôi nhận mấy Trung mấy Quốc. lúc gần đây mấy đứa nhỏ đi du lịch ở bên Trung Quốc á, nó post Wow, trên trên YouTube á, gì mình mới thấy nó khủng khiếp wow lắm anh. ma Trung mị, Quốc bây giờ làm đẹp cực anh kỳ luôn. biết là người Trung Quốc họ xây rất là giỏi, cái vạn lý tương thành của họ mà mấy cái 50 chiếc mà họ xây là bây giờ là thành thử đó, là mặc họ trong những thằng cha xây ấy, thằng cha người Trung Quốc họ xây được giỏi nhất. Ấy như là cái từ từ Cấm Thành của họ đây, họ xây ra đó mà họ xây là không có bị động đất, tại vì Trung Quốc bị động đất mà hồi đó họ xây làm sao mà họ nói bằng gỗ mà không có bị động đất, họ xây rất là giỏi, mà những công trình họ xây rất là vĩ đại, tại vì ông Trung Quốc ông làm gì thôi mà ông làm rất là to, ông làm còn to hơn là ông Mỹ đó, tại đất rộng người Đúng anh rồi. đông mà Dạ. to như Mỹ nhiều. Cái hồi đó mà tôi thấy là như San Francisco này, họ họ có cây cầu đi ở San Francisco đi tới đường Golden Gate đó, cái họ họ làm cái cầu, cái cầu cũ rồi, cái họ làm cái cầu không có thằng nào làm được, ông Trung Quốc vô làm cái cầu bảy, tôi nhớ một cái đó là 700 triệu đô la. À cái cầu Golden Gate Không hả? phải Cầu đó cái em đi không rồi. không không phải không phải cầu Golden Gate, mà cái cầu họ mới sau xây sau này thôi, cứ chừng năm 2000 năm ấy thôi, cái còn cái cầu đó nó dẫn ra cái cầu Golden Gate, đi vào Golden Gate đấy, thì là Trung Quốc lãnh lãnh gói thầu đó, mà họ làm ngon lành làm 700 triệu đô la mà họ làm trước trước kỳ hạn. Tất cả mọi người đều rộng rãi vui vẻ công nhận Mỹ mà xây cầu mà phải kêu Trung Quốc xây lại, biết là Trung Quốc họ làm việc giỏi đến thế nào. Bởi vậy người Mỹ chính phủ Hoa Kỳ họ cũng không cũng, cũng 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 như là ghen đấy, tại vì từ nào giờ mình là giỏi nhất bây giờ bị người Trung Quốc họ lên họ cũng ghen ghen tức, anh thử ra họ cũng nó hành nó thoải hoài. Nhất đặc biệt ông Trump, ông nói là mấy anh Chinese nó qua nó ăn trộm ăn cắp, nó ăn cướp bản quyền, ăn cắp technology. Má, ông chuyên môn ông nói này cả này kia. Thực ra kỳ này là họp APEC là để coi coi họ làm ăn thế nào. Tuần tới rồi, 15-16 rồi. Nó không vô được, Nó không ngồi được, nó đang la làng cái nè. nó hiện Thế thì nó hiện chữ nó hiện chữ decline đó, có nghĩa là nó bắt mình nó bắt để bắt mình phone phải để ngang, đứng. nó bắt để phone ngang để rồi cũng không cho vào, chắc không vào được, không biết mày mình biết. Cái này thua là không biết nó đang xài cái máy gì, tao cũng không hiểu Ok. nữa. Mà đang xài cái máy gì vậy? Ok, thôi tiếp tục. Thì cái mình có chuyện bên 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 bên, bên phía Israel và Palestine thì mình cũng mấy đi. Thế thì mấy lúc gần đây đang tôi thấy có điều này là có nghĩa là cái nhà máy mà để mà xây chip Intel đó thì của nhà nước Mỹ nó đang đầu tư vào Việt Nam đó, thì có một số nguồn tin mà những người anh em chúng ta phía bên kia la làng la đồ, còn chửi bới, còn nói này kia hạ nhục Việt Nam, mà đại khái nói chung là
nhưng thực chất là toàn là mà nắm bắt bộ những cái thông tin tào lao không, mà kể cả những cái đài, ví dụ những cái đài như Nửa Vòng Trái Đất này kia, lúc nào cũng hồ hởi phấn khởi là Việt Nam mình không có làm được cái chuyện gì để đất nước, để nó bỏ đi chuyện khác, nhưng mà thực chất là nguồn tin xạo. Bởi vì tôi nói cho nghe, thật sự mà nói ra, ở trong cái đất nước Việt Nam mình, tại sao mình đôi lúc mình nghĩ tại sao họ là người Việt Nam mà họ không nghĩ tới cái chuyện mà thương yêu Việt Nam ta, mình không hiểu nổi, mình không hiểu nổi. Anh biết mày nói là vậy nè, ở trong Kinh Thánh á, của Thiên Chúa giáo đó, họ ghi lại câu chuyện là chối Chúa. Cái thằng cha nó chối Chúa, tức là cái thằng cha mà nó từ bỏ, nó công nhận cái chân lý, thì cái thằng cha mà nó chối Chúa, tức là nó không có công nhận chân lý của Chúa. Lúc 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 mà Chúa nói cái gì về chân lý, về một cái điều gì đó, thì nó chối Chúa cái điều đó, tức là cái điều, nhưng mà cái điều Chúa nói lúc đó đó là chân lý thì nó chối. Thì cái thằng cha mà nó chối Chúa đó, là tại vì nó chối rồi, thì từ đó trở về sau là nó có thể làm bất cứ một cái điều gì, tại nó không có niềm tin đấy. Những cái người mà Việt Nam mình mà bây giờ thu dọn thì biểu tình, còn thu dọn lại mặc mặc quần mặc áo rồi đeo lon đeo mũ rồi kéo cờ vàng ra biểu tình ngày 15, 16 gì đấy, là theo lời tí kể là được 900 người đó. Thì những người đó là những người họ không có dám công nhận một cái chân lý, một cái sự thật, Đúng rồi, không dám, họ lúc nào họ 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 không bởi dám vì chối Chúa. họ không dám, Người không chối thằng không mấy thằng cha chối Chúa, mày rồi nhận quang nào vô rồi.